Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm các hợp tác xã nhà vườn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tập trung chăm sóc cho nhãn, bởi đây là giai đoạn nhãn ra hoa đậu quả, quyết định đến năng suất cuối vụ. Với hai mẫu nhãn, chủ yếu là giống nhãn Cùi Cổ và nhãn Hư Chi, năm nào gia đình ông Bùi Xuân Tám cũng cho thu sản lượng hiệu quả kinh tế cao, được khách hàng ưa chuộng. Năm 2022, gia đình được thu 15 tấn quả, bán với giá 25-100.000 đồng trên 1 kg, trừ chi phí còn thu lãi gần 400 triệu đồng. Có được hiệu quả cao như vậy là ngoài việc chọn giống nhãn chất lượng, áp dụng biện pháp trồng bầu, ông Tám đã đặc biệt tập trung chăm sóc nhãn giai đoạn ra hoa đậu quả vì đây là giai đoạn quyết định tới năng suất cuối vụ. Ra hoa đậu quả non là lúc đó đang cần sự chăm sóc dinh dưỡng hỗ trợ cho cây. Khi là đậu quả non xong thì ta cần bổ sung NPK vì NPK nó có thành phần như đạm, lân, kali rất cân đối và các chất phụ gia như vậy là lưu huỳnh, đồng, sắt, kẽm nó hỗ trợ bổ trợ cho cây và trên cây lúc đó ta có thể phun thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với vi lượng có 9 hợp chất. Thế khi phun lên thì cây thiếu dinh dưỡng gì thì cái vi lượng nó sẽ bổ trợ luôn, làm cho cây sinh trưởng rất cân đối và đồng thời tạo thế phát triển quả rất là tốt. Nhãn cho năng suất chất lượng ổn định nên ngoài xuất bán nhãn quả tươi và các siêu thị chuỗi cửa hàng hoa quả sạch ở thành phố Hà Nội, vụ nhãn năm 2022, gia đình ông Trần Văn Mí còn thu hút được trên 300 khách du lịch về tham quan, trải nghiệm tại nhà vườn. Nhờ đó, sản lượng trên 10 tấn quả được tiêu thụ thuận lợi. Để tiếp tục thành công ở vụ nhãn năm 2023, thời điểm hiện tại, gia đình đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Biện pháp đầu tiên lúc này là kiểm tra vườn nhà mình để phòng trừ các cái bệnh sâu cắn ré, cắn giò hoa. Phải lắng nghe thời tiết, nếu thời tiết mà biến chuyển mưa thì chúng ta phải phòng chống sương mai và thán thư. Bắt đầu quả con thì chúng ta sẽ tăng cái lượng đạm lên và giảm cái lượng kali đi thì để cho cây phát triển, và sau khi quả đã phát triển lớn rồi thì chúng ta bắt đầu tăng dần cái lượng kali và giảm cái lượng NPK và lượng nitrat đi để cho cây quả nhãn nó có chất lượng tốt và cái mẫu mã nó đẹp. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 hectare nhãn để cung cấp nhãn quả tươi cho các siêu thị, sàn thương mại điện tử và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu. Phòng chuyên môn thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh hướng dẫn bà con biện pháp chăm sóc nhãn ngay sau khi thu hoạch. Hiện đang là thời điểm có vai trò quyết định đến năng suất cuối vụ. Ngoài áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để thúc đẩy quá trình ra hoa đậu quả, các hợp tác xã, nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.